Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hôm nay mình làm tiếp theo phần sách kinh Công giáo và tác hại của nó để chúng ta tìm hiểu tận tường hơn. Hôm trước mình đã nói tới vấn đề là trong bài nghĩ về lễ hội La Vang đăng trên tuần báo Ngày Nay ở miền Đông Hoa Kỳ ngày 12 tháng 8 năm 1999, Linh Mục Trần Quý Thiện đã viết với nhận định vô tư thẳng thắn: người ta có thể nói mà không sợ sai lầm rằng từ ngày chủ thuyết cộng sản xuất hiện trên đất nước Việt Nam năm 1930, một tôn giáo được đảng này đặc biệt chiếu cố và tìm mọi cách tinh vi khoa học để triệt hạ là đạo Công giáo. Nhưng tại sao lãnh tụ của họ đã chết mà Công giáo vẫn tồn tại và phát triển hơn trước? Năm 1969, khi Hồ Chí Minh chết, số giáo dân chỉ trên 2 triệu thì nay đã trên 7 triệu. Trải qua một quá trình bị bách hại dã man trong 69 năm. Năm 1930, năm 1999, tại sao các thông tin viên ngoại lại viết lễ hội La Vang là một cuộc biểu dương niềm tin lớn lao nhất tại Việt Nam kể từ sau ngày Cộng sản xâm chiếm miền Nam? Thực tế hiển nhiên là số giáo dân đã tăng gấp 3 lần sau 30 năm sống dưới chế độ Cộng sản. Điều đó không có nghĩa là Cộng sản vì thương yêu nên lo vỗ béo cho Công giáo. Vậy lý do nào đã khiến cho Công giáo chẳng những không bị diệt mà còn mau lớn hơn cả Phù Đổng như vậy? Chúng ta có thể giải thích hiện tượng này với nhận định sau đây. Trước hết, Cộng sản không thể tiêu diệt Công giáo bằng bạo lực trong hoàn cảnh thế giới hiện nay. Bản chất Công giáo là bóng tối nên nó đi, nó chỉ có thể bị tiêu diệt bằng cách ánh sáng giáo dục và ánh sáng tự do, dân chủ, thực sự với các quyền tự do ngôn luận và tự do tư tưởng như ở Hoa Kỳ chẳng hạn. Trong khi đó, sau nhiều chục năm cầm súng, ít nhất ít cầm bút, nên trình độ của các cán bộ Cộng sản đặc trách tôn giáo vụ còn thấp hơn họ, không có đủ khả năng tiêu diệt Công giáo bằng giáo dục. Cộng sản có cùng bản chất độc tài giống như Công giáo và cả hai đều là những đặc sản của nền văn hóa du mục Tây Phương. Do đó, Cộng sản đã không dám dùng cái thứ vũ khí hữu hiệu nhưng nguy hiểm là tự do dân chủ thật sự, vì điều đó có nghĩa là cả hai ta cùng chết. Đó là lý do chính yếu khiến Công giáo vẫn tồn tại dưới chế độ Cộng sản. Trong thực tế, cả hai đã dựa vào nhau để cùng tồn tại và phát triển. Nữ học giả John Mill thật hữu lý khi bà viết: Công giáo chỉ thịnh hành và phát triển trong đám người nghèo và ngu dốt. Nó chỉ bị khắc phục bởi sự giáo dục và đời sống kinh tế khá giả. Sự phát triển vượt bậc của Công giáo La Mã dưới chính quyền Việt Nam trong 30 năm đã qua phản chiếu cho ta thấy cái thực trạng của nền kinh tế và giáo dục ở Việt Nam. Đạo Công giáo luôn luôn cất bước song hành với sự nghèo đói, ngu dốt và tội ác cùng những hệ loạn đoạn xã hội khác nhau. Vậy con số giáo dân Công giáo gia tăng trong chế độ Cộng sản không phải là một dấu hiệu của sự hãnh diện mà là một hồi còi báo động về mức suy đồi nghiêm trọng của nền giáo dục kinh tế và tham nhũng. Một chuyện ngược đời nữa là tên đường Alexander Road ở Sài Gòn đã bị chính quyền Việt Nam đề nghị Cộng hòa dẹp bỏ sau cách mạng 11 tháng 11 năm 1963 để thay bằng tên của ông tổ chữ nôm là Hàng Thuyên, thì nay chính quyền Việt Nam lại phục hồi tên Alexander Road trở lại để vinh danh tên cố đạo gián điệp cướp nước này. Đây chẳng những là một quyết định sai lầm nghiêm trọng về văn hóa và lịch sử mà còn là một hành vi làm nhục quốc thể của chính quyền. Chúng tôi phản đối về việc hoàn toàn sai trái và nhục quốc thế này. Trong bài viết ngắn gũi của tôi mang tựa đề Thánh
Francisco Xavier có đạo đắc lộ và chữ quốc ngữ đăng trong cuốn Alexander Rhodes và chữ quốc ngữ giao điểm xuất bản năm 1998, trang 160-166. Tôi đã trình bày quan điểm như sau. Vấn đề chữ quốc ngữ, tôi thiết tưởng chúng ta không cần phải biểu lộ lòng biết ơn đối với bọn có đạo, vì bọn chúng không thể tri tình làm ơn cho dân tộc ta. Bọn chúng phát minh ra chữ quốc ngữ chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là tạo ra một phương tiện truyền đạo để gieo rắc biết bao tai ương cho đất nước ta mà thôi. Bọn có đạo thừa sai là những kẻ địch của tổ quốc Việt Nam. Xin hãy coi chữ quốc ngữ là chiến lợi phẩm do chúng ta tịch thu được từ tay địch. Chúng ta không cần phải quay đầu lại phía đồn địch để cảm ơn đã cho chúng ta những chiến lợi phẩm đó. Chúng ta cần phải dùng vũ khí tịch thu được của địch để trừng trị bọn địch và bè lũ tay sai của chúng là thành phần Việt gian đã tự biến mình thành những kẻ hạ lạ trên quê hương mình. Chúng ta phải bắt chúng quỳ xuống tạ tội hỗn láo với tổ tiên, với Đức Phật và hồn thiêng tổ quốc. Chúng ta sẵn sàng tha thứ nếu chúng tỏ ra biết ăn năn hối cải. Chúng ta sẵn sàng tha thứ nếu chúng tỏ ra biết ăn năn hối cải. Nếu chúng vẫn tiếp tục ngoan cố láo sược, nhất định chúng ta không tha. Tội ác của bọn bán nước và bọn cướp nước hãy còn nguyên đó. Tôi xin chú thích thêm ở đây là khi viết những dòng này, tôi đã không có ý ám chỉ việc sử dụng vũ khí đạn dược để bắn giết đồng bào mình. Tôi chỉ tha thiết kêu gọi việc sử dụng chữ quốc ngữ như một chiến lợi phẩm văn hóa làm vũ khí tiêu diệt tệ nạn mê tín mà thôi. Chắc Liên Nguyễn. Trong tháng 9 năm 1996, do một sự tình cờ, vợ con tôi phát giác tôi là Chắc Liên Nguyễn. Lập tức vợ con tôi lục soát khắp nhà, tịch thu mọi thứ tài liệu, sách báo và bản thảo viết tay của tôi, cho vào bao bố đem vứt ở nơi nào đó thật xa để tôi không thể thu hồi lại được. Bình thường bà xã tôi rất hiền, rất dịu hiền, dễ thương, nên tôi thường đùa gọi vợ là nữ thánh hiền thê Teresa của anh. Nhưng khi thấy tôi dám xăm mình chống lại tôn giáo của nàng và cũng là tôn giáo của tôi thời tấm bé, thì nàng bỗng nhiên biến thành một nữ hiệp của tòa thánh. Nàng chỉ huy đám con giống như một lực lượng cảnh sát mở cuộc hành quân truy lùng tài liệu Việt Cộng ở Sài Gòn hồi Tết năm Mậu Thân. Để tránh cho gia đình khỏi lâm vào tình trạng tan vỡ, tôi đành phải nhượng bộ bằng cách tuyên thệ trước bàn thờ Chúa là từ nay con không dám tái phạm nữa. Sau đó tôi ngoan ngoãn đi lễ với gia đình vào các ngày Chủ nhật để tỏ ra là đã thành tâm ăn năn hối cải. Nhờ đó gia đình tôi đã tạm thời qua cơn sóng gió và trở lại tình trạng yên ổn bình thường. Đây đúng là một hình thức hòa bình theo kiểu La Mã. Nhưng những thứ hòa bình này không thể bền lâu, vì như Einstein đã nói, hòa bình không thể được duy trì bằng sự ép buộc, nó chỉ có thể được thực hiện bằng sự hiểu biết lẫn nhau. Đầu năm 1998, tại Houston, bỗng nổ ra một cuộc bút chiến sôi nổi giữa một bên là báo Con Ong Texas, một số nhà thần học tăng tòng chủ trương, và bên kia là Đông Dương Thời Báo do Bổn Đạo Giác Ngộ Giuse Phạm Hữu Tạo chủ trương. Thoạt đầu tôi chỉ theo dõi cuộc bút chiến như một kẻ bàng quan, vì thật sự tôi cũng chẳng muốn dây dưa vào cái chuyện mệt sát này. Vả lại, cái chuyện cãi nhau về tôn giáo xưa nay và có lẽ muôn năm vẫn luôn luôn là phức tạp, nhức đầu vô cùng tận. Chẳng những không ăn năn hối cải gì mà còn gây thêm liên lụy làm khổ vợ con. Nhưng sau đó vì thấy những bài viết của những người bên vực Công giáo đăng trên Con Ong Texas quá sai lầm và lố bịch khiến tôi chịu đựng hết nổi, do đó tôi viết bài
tâm thư của một người Công giáo tỉnh ngộ sau nhiều năm khủng hoảng đức tin. Vì lúc đó cái bút hiệu Trắc Lê Nguyễn đã bị lộ nên lần này tôi phải chọn một bút hiệu khác là Nguyễn Trắng, rồi gửi bài cho Đông Dương Thời Báo và vài nơi khác ngày 28 tháng 2 năm 1998. Sau đó đúng 9 ngày. Đúng ngày 9 tháng 3 năm 1998. Không biết vợ tôi kiếm đâu ra tờ Đông Dương Thời Báo có một nhắn tin: "Ông Nguyễn Trắng, chúng tôi đã nhận được bài viết của ông. Vợ tôi mang về làm toán lên. Mấy mẹ con sống vào trao tấn tôi đủ điều khiến cho gia đình tôi u ám thê thảm như có đám tang. Vợ tôi trở thành một thứ phán quan, chỉ còn thiếu vàng hỏa mà thôi. Cuối cùng tôi phải chọn lựa: một là chấm dứt viết bài chống tà đạo, hai là phải xách khăn gói quả mướp ra đi. Tôi dứt khoát chọn giải pháp thứ hai để bảo vệ cái quyền tự do phát biểu tư tưởng của mình đến cùng. Ngay tối hôm đó, tôi đã bỏ nhà đi với một cái túi nhỏ đựng ít đồ cần thiết và ngủ đêm tại gầm cầu Freeway 59 Houghton cùng với mấy bác da đen homeless, bởi vì lúc đó tôi không có một xu dính túi. Đây là một kỷ niệm nhớ đời của tôi. Từ đó tôi sống một mình như cánh chim tự do, nay đây mai đó bất định tại mấy thành phố miền Đông Bắc Hoa Kỳ. Tôi làm việc vừa đủ kiếm sống qua ngày để có nhiều thời giờ rảnh rang dành cho việc nghiên cứu các vấn đề tâm linh mà tôi luôn luôn cảm thấy thiếu thốn như một kẻ bộ hành khát nước trong sa mạc. Tôi kể lại những chuyện riêng tư này để quý độc giả có thể hình dung phần nào về cái thầm lòng Công giáo. Nếu tôi không thể không kể những mẫu chuyện thật này, tôi tin rằng quý độc giả ngoại giáo khó có thể tưởng tượng được cái tròng mắt vào cổ người Công giáo mà bà John Mel gọi là The Catholic Lock. Nó ra nằm thao và nạn nhân của nó khổ sở như thế nào. Trong những lúc bình tâm ôm lại quá khứ, tôi nhận thấy các sách kinh nguyện mà tôi đã thuộc lòng từ nhỏ là những kho chứa đầy chất độc tinh thần rất nguy hiểm cho vận mệnh dân tộc và tương lai đất nước. Với nhận thức đó, tôi không thể vì mối tình cảm riêng của mình đối với mọi người trong gia tộc và các bạn thân thiết của tôi hiện nay đang là những tín đồ Công giáo thuần thành. Nhất là trong số đó có trên 10 bạn là linh mục ở rải rác khắp nơi. Đối với các bạn, tôi vẫn luôn là một người bạn, nhưng những năm tuổi thơ đầy kỷ niệm thân yêu của chúng ta, tôi hết lòng trân trọng tình bạn chân tình mà các bạn đã dành cho tôi bấy lâu, và tôi thật tình không muốn làm những mối tình thiêng liêng này bị sức mẻ. Nhưng xin mọi người thân, kể cả vợ con cùng các anh chị em ruột thịt và các bạn của tôi, vui lòng tha thứ cho tôi để giải tỏa những nỗi ám ảnh không nguôi đã đè nặng trên lương tâm tôi trong suốt 50 năm qua. Sau cùng và quan trọng hơn hết là tôi xin thành khẩn hướng về linh hồn cha tôi để tạ ơn sinh thành dưỡng dục và tình yêu thương vô bờ bến mà cha tôi đã dành cho tôi trong cuộc đời. Tôi van vái linh hồn cha tôi tha tội cho tôi vì tôi đã viết ra những điều bí mật trong quá khứ của cha tôi. Cha ơi, con chỉ hành động theo tiếng gọi không thể cưỡng lại của lương tâm mà thôi. Cha ơi, con xin vập đầu lạy cha. Lúc này con yêu thương cha hơn bao giờ hết. Tôi cũng không vì lo sợ cho sự an toàn cá nhân mà im lặng làm ngơ. Tuổi đời của tôi năm nay đã 64 rồi. Tôi xin dâng hiến tất cả những gì còn lại của riêng tôi cho đạo làm người, với tất cả tấm lòng thành khẩn. Với những tâm tư ấy, tôi xin cố gắng nêu lên một số vấn đề liên quan đến các sách kinh nguyện Công giáo với ước mong
sẽ được sự góp ý xây dựng của bậc thức giả ở hải ngoại cũng như ở trong nước, nhằm mục đích góp phần bảo tồn sinh mệnh dân tộc, trấn hưng văn hóa nước nhà, và hy vọng có thể đóng góp một phần nhỏ bé nào đó vào cuộc cách mạng tâm linh đang diễn ra trên thế giới hiện nay. Đây hoàn toàn là một hành vi tự phát đơn độc của một người công giáo đã đau khổ nhiều với những trăn trở của lương tri, và chỉ vì yêu quê hương nhớ nguồn mà thẳng thắn nói lên ý kiến của mình trên lập trường dân tộc bình thường mà thôi. Tôi biết những bài viết của tôi trong mục đích này có thể gây khó chịu cho những người cuồng tín, nhưng xét cho cùng thì tôi cũng chỉ là người có nhiệt tâm hưởng ứng lời kêu gọi của giáo hoàng John Paul đệ nhị. Từ khi lên ngôi năm 1978 đến nay, giáo hoàng John Paul đệ nhị đã hàng trăm lần kêu gọi mọi tín đồ công giáo phải xét lại vấn đề lương tâm của giáo hội. Toàn bộ nội dung những bài viết của tôi không đi ra ngoài mục đích trong tư cách là tín đồ công giáo. Nếu suy nghĩ như vậy, tôi tin rằng quý vị khó có thể có lý do chính đáng để kết án tôi về một tội nào được. Hầu hết các giáo hội công giáo Âu Mỹ hưởng ứng lời kêu gọi của giáo hoàng John Paul đệ nhị đã lên tiếng thú nhận tội lỗi của giáo hội và khẩn xin sự tha thứ của loài người. Chỉ riêng giáo hội công giáo Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của hội đồng giám mục do Hồng Y Phạm Đình Tụng cầm đầu, cho đến nay vẫn cứ im hơi lặng tiếng và vẫn cố tình giả điếc như chẳng có chuyện gì xảy ra. Thái độ ngoan cố của công giáo Việt Nam nói chung và của hội đồng giám mục Việt Nam nói riêng là không thể chấp nhận được. Theo công tâm mà xét, chỉ những kẻ phạm tội biết tỏ ra có thành tâm hối hận mới đáng được tha thứ. Trái lại, giáo hội công giáo Việt Nam là một tập thể tội phạm đối với dân tộc. Nếu không sớm tỉnh thức ăn năn hối hận thì và sự xin tha thứ mà vẫn cứ tiếp tục thản nhiên như hiện nay thì nhất định sẽ bị toàn dân Việt Nam trừng trị thích đáng, vì chính thái độ trăng tráo của họ đã làm cho họ không đáng được tha thứ. Không phải đến bây giờ mọi người mới nhận ra là cái bản chất xấu xa gớm ghiếc của đạo công giáo, mà khắp thế giới đã có biết bao phong trào và danh nhân của nhân loại đã phải lên tiếng gay gắt kết án nó từ lâu. Chỉ riêng tại Việt Nam, các cụ ngày xưa đã gọi công giáo là hoa lan tả đạo. Cuối thế kỷ 19, cụ đồ ái quốc Nguyễn Đình Chiểu gọi công giáo là tà đạo. Đầu thế kỷ 20, nhà cách mạng Phan Bội Châu gọi đó là đạo chích. Tại hải ngoại, nhân sĩ công giáo tỉnh ngộ là bác sĩ Nguyễn Văn Thọ nói là đạo dối. Nhà nghiên cứu văn hóa chính trị Lê Trọng Văn gọi là đạo bịp. Mới đây nhất, ứng cử viên Tổng thống Mỹ George Bush trong cuộc vận động bầu cử tại trường đại học South Carolina ngày 2 tháng 2 năm 2000 đã gọi giáo hội công giáo là giáo hội của Satan. Có một điều đáng ngạc nhiên là nếu chúng ta đọc kỹ Thánh Kinh Tân Ước sẽ nhận thấy chính Giêsu cũng gọi Phêrô, kẻ đứng đầu giáo hội công giáo, là Satan. Phúc âm của Matthew, Thánh Kinh Tân Ước, cuốn Matthew chương 16 đoạn 23 16:2-23 có chép lời của Giêsu như sau: Nhưng Ngài quay mặt lại mà phán cùng Phêrô rằng: Hỡi Sa-tăng, hãy lui ra đằng sau ngươi, người xúc phạm ta. Theo nguyên ngữ Hebrew thì Sa-tăng có nghĩa là vật chất, Phêrô là đá và vật chất là một. Giáo hội công giáo của Phêrô quả thật là giáo hội của Sa-tăng, vì nó chỉ lo vơ quét tiền của vật chất và chiếm đoạt quyền lực khuynh đảo thế gian. Cho nên trong gần 2.000 năm qua, nó đã lao mình vào con đường tội lỗi chống loài người và chống cả Thiên Chúa. Từ ngày tên bạo chúa La Mã Công Tây Tin biến nó thành tôn giáo chính thức của đế quốc vào năm
325 đến nay, nó đã giết hại trên 200 triệu người. Trong số đó có 3 triệu người trong hàng ngũ thập tự quân đã chết uổng mạng để giải cứu ngôi mộ của Giê-xu khỏi tay quân Hồi giáo. Trên 10 triệu người chống đạo bị đưa lên giàn hỏa và 14 triệu nạn nhân trong các cuộc thánh chiến do Vatican phát động nhằm tiêu diệt các giáo phái Kitô khác. Nhưng có lẽ tội ác lớn hơn mọi tội lỗi kể trên là Công giáo La Mã đã phá hủy gần như hoàn toàn nền văn minh nhân bản của Hy Lạp, khiến cho đà tiến hóa của nhân loại đã bị khựng lại trên 1.000 năm. Các bộ óc vĩ đại của Hy Lạp như Pythagoras vào thế kỷ 16 trước Công nguyên đã dạy học trò là trái đất tròn và xoay quanh mặt trời. Vào thế kỷ 3 trước Công nguyên, Aristotle đã đưa ra lý thuyết về thái dương hệ trong tự như lý thuyết của Copernicus thế kỷ thứ 6. Cũng trong thời gian đó, Eratosthenes đã đo được chu vi trái đất. Đến thế kỷ thứ 2 trước Công nguyên, Hipparchus đã phát minh ra cách vẽ địa cầu theo kinh tuyến và vĩ tuyến, sách Dẫn chiếu trang 448. Để thay thế cho ngọn đuốc Hy Lạp thắp sáng trí tuệ, Công giáo La Mã đã bao trùm lên toàn thể nhân loại bóng tối triền miên qua nhiều thế kỷ bằng cách không ngừng bành trướng thế lực và truyền bá nền văn hóa du mục máu lửa bắt nguồn từ Babylon, Israel để gieo rắc không biết bao nhiêu thứ tai họa đau thương cho cả loài người trong gần 17 thế kỷ qua. Vậy chúng ta nên gọi Công giáo La Mã là gì cho đúng với thực tế ghê tởm khủng khiếp của nó? Tôi đề nghị chúng ta nên gọi đạo Công giáo là đạo máu, hoặc cũng có thể gọi nó là Tây Dương Khuyển Sinh Đại Đạo. Bởi vì Công giáo La Mã thực chất không phải là đạo thờ Thiên Chúa, mà là đạo thờ con quái vật ba đầu và một người đàn bà Do Thái. Từ thế kỷ 11 đến nay, Công giáo La Mã đã ra sức thần thánh hóa người đàn bà này, với mức ngày nay bà ta đã trở thành ngôi thứ tư của Thiên Chúa. Do đó Thiên Chúa của Công giáo La Mã đã thật sự trở thành quái vật bốn đầu, gồm có một đầu bò eo, một đầu thanh niên mặt mũi hắc ám, đầu đội mão gai máu me đầy mặt có hình in trên tấm vải liệm ở nhà thờ lớn Turin, một đầu chim bồ câu đực và mới thêm một đầu đàn bà. Tuần báo New York số ra ngày 25 tháng 8 năm 1997 trang 49 viết: thay vì Thiên Chúa ba ngôi, dường như đã xuất hiện một loại Thiên Chúa bốn ngôi với vai trò phức tạp của bà Maria. Cùng một lúc bà ta là con gái của Chúa Cha, mẹ của Chúa Con và vợ của Chúa Thánh Thần. Theo giáo lý Công giáo thì ba ngôi là một Thiên Chúa, cho nên cùng một lúc Giê-xu là Con, là Cha và cũng là chồng của bà Maria. Chỉ riêng một điều này cũng đủ cho ta thấy giáo lý căn bản của đạo Công giáo chẳng những nhảm nhí bậy bạ mà còn mang tính chất loạn luân mất dạy. Ngoài ra, Công giáo còn tôn sùng nhiều kẻ loạn luân khác như Thánh Abraham lấy em gái làm vợ, cha con Lót trong Kinh Thánh Cựu Ước, Lót lấy hai cô con gái, một cô có với y hai đứa con, vua thánh David giết tướng dưới quyền để cướp vợ của ông ta là bà Bathsheba để đẻ ra tổ tiên của Giê-xu, giáo hoàng Bông Gia Alexander thứ 6 năm 1492 năm 1503. Có công xây dựng kiệt tác kiến trúc là đền thánh Phêrô và nuôi các danh họa kỳ tài Michael, Angelo, Leonardo, Vinci năm 1451 năm 1519 người Ý,
họa sĩ, kỹ sư, nhạc sĩ và khoa học gia, để họ có phương tiện kiến tạo nhiều kiệt tác hội họa và điêu khắc để đời. Nhưng đồng thời y cũng tổ chức nhiều cuộc tri hoan cực kỳ xa hoa, trụy lạc cho các giáo sĩ và viên chức tòa thánh làm tình tập thể. Ngay tại tòa thánh với những gái điếm tuyển lựa ở Roma, giáo hoàng cho người đi hứng tinh dịch của những người đàn ông tham dự để làm tiêu chuẩn tuyển chọn người có khả năng làm tình xuất sắc nhất. Sau đó giáo hoàng và con gái y là Lúc Rizzi đích thân phát thưởng. Con trai của giáo hoàng là ông hoàng Cassette Bunga, nổi tiếng độc ác quỷ quyệt, đã trở thành đề tài cảm hứng cho Machiavelli năm 1469 năm 1527 người Ý, viết nên tác phẩm The Ring lừng danh thế giới. Lúc Lucia làm tình với cả cha lẫn anh, nên khi nàng sinh ra một đứa con trai, chính nàng cũng không biết nó là con của ai. Tuy nhiên, từ khi đứa bé được 6 tháng tuổi thì giáo hoàng Alexander thứ 6 công khai cho Lúc Rizzi bế đứa bé ngồi bên cạnh mỗi khi Đức Thánh Cha chủ tọa các buổi họp của tòa thánh, hoặc khi y nổi hứng ban phép lành tòa thánh cho toàn giáo hội công giáo hoàng vũ. Giáo hoàng Bogia Alexander thứ 6 chẳng những loạn luôn với con gái mà còn loạn luôn với hai cô em ruột, và có rất nhiều vợ bé. Một sự thật hiển nhiên không thể chối cãi là thánh kinh, cựu ước cũng như tân ước và lịch sử giáo hội công giáo tràn ngập đủ thứ chuyện vô cùng mất dạy của Chúa Cha Jehovah. Các thánh và giáo sĩ công giáo các cấp, giáo hoàng Bogia nói trên không phải là một trường hợp cá biệt. Tôi đã tóm dịch cuốn từ điển Bách Khoa về các giáo hoàng và sẽ đưa in để quý độc giả biết sơ qua và các thủ lãnh mất dạy và gian ác của đạo công giáo từ xưa đến nay. Tôi đề nghị chúng ta nên phát động một cuộc thăm dò ý kiến với quy mô rộng rãi khắp trong các cộng đồng người Việt hải ngoại và đồng bào trong nước, để thử tìm một danh xưng xứng hợp lý nhất với thực chất của công giáo La Mã mà chúng ta có thể nhận thức được trong hoàn cảnh hiện nay, nhất là sau khi Vatican đã phải thú nhận 7 núi tội của nó ngày 12 tháng 3 năm 2000 vừa qua. Ngoài những điều xấu xa, bẩn thỉu và những tội ác khủng khiếp thuộc bản chất chung của Tây Dương khuyển sinh đại đạo, giáo hội công giáo Việt Nam còn phạm tội phá hoại tinh thần và văn hóa dân tộc, cũng như những âm mưu lũng đoạn quốc gia nhằm tiếp tay cho thực dân đế quốc nô lệ hóa đất nước. Chúng ta có thể khẳng định mà không sợ sai lầm, công giáo là đạo của Việt Nam. Đạo của Việt Giang muốn nêu ra bằng chứng về những điều xấu xa, ác đức này, chúng ta chẳng cần phải tìm đâu xa vì tất cả đều nằm ngổn ngang ở ngay trong sách kinh nguyện của công giáo Việt Nam. Để đồng bào mọi giới có tài liệu tìm kiếm vấn đề này, tôi xin trình bày toát được nội dung và xuất xứ của các bài kinh nguyện, sau đó phân tích những tác hại mà các bài kinh này đã gây ra trên phương diện văn hóa và tinh thần như thế nào. Cuối cùng, chúng ta cùng nhau tìm mọi biện pháp thật hữu hiệu để chặn đứng những tác hại của các sách kinh nguyện đó. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Mình sẽ làm clip tiếp theo và một đề tài khác. Xin cảm ơn các bạn nhớ đăng ký kênh và ủng hộ mình.